Chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong video của Nip hướng dẫn sử dụng thiết bị Smart Tool cho chức năng xóa chìa sử dụng khi SU đã đăng ký đủ 4 chìa hoặc khách hàng muốn xóa đi các chìa đã đánh rơi để tránh khi kẻ gian nhập được rồi mở máy. Hiện tại ở trên bàn tôi là hai cái chìa đã được sử dụng bình thường với điện SU này và điện tôi sẽ thao tác xóa đi một cái chìa như trong SU. Giả sử tôi muốn xóa đi cái chìa của mã thẻ KID là điện 480 đúng không ạ? Tôi sẽ off này. Đầu tiên tôi sẽ kết nối thiết bị Smart Tool về SU. Hướng dẫn kết nối các bạn thể tra cứu ở trên app hoặc website của autoshopvn.com. Ta sẽ kết nối SU với thiết bị Smart Tool. Chọn chức năng, chọn sạc Honda, chọn Basic, chọn Auto Program, chọn Eraser Key. Trên màn hình thông báo, chọn Yes. Ta chọn key cần xóa bằng cách nhấn mũi tên hoặc số để chọn key cần xóa. Đây thì tôi chọn key số 2, sau đó nhấn Enter. Bạn có chắc chắn muốn xóa key đi này không? Yes. Vâng, key thứ 2 đã được xóa. Ta có thể kiểm tra bằng cách kết nối SU kiểm tra. À, tìm xe không tìm được, on chìa khóa không vặn được khóa, chứng tỏ xóa mã kia đi như trong SU thành công. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Nip. Hẹn gặp lại các bạn trong các video của Nip tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.